Ủa sao bé đúng nó bị bay à? Ủa nè, nhưng anh ấy chưa làm flex. Làm flex đấy chứ. Nay nắng đẹp quá trời luôn. Tính quay trở lại Nam Di để đem cơm vô. Mà tối nghe ở nhà nói lại là ở trong Nam Di đã phát hiện mấy chục ca F0 nữa. Nó là chuyện bình thường thôi, là bởi vì ở trong mấy cái xóm nghèo á, là dân đi làm việc ở trên khu công nghiệp đông. Rồi tới vừa rồi, cái trận chạy vừa rồi á, thì mấy bà con đi làm ở khu công nghiệp ở trong mấy cái khu nghèo cũng đông, thành thử ra người ta về. Người ta về cũng đông đó, về có người thì test chưa có phát hiện. Bây giờ đợi cái phát hiện thì cái số người cách ly đó, người ta cũng liên hệ tiếp xúc này nọ, chắc cũng lây qua xóm làng mới nữa. Giờ nghe nói trong làng Nam Di phong tỏa nữa rồi đó, phong tỏa mấy lần rồi đó. Thôi thì khỏi vô chỗ đó, bữa nay thì đi ăn tức. Trên tuyến đường này có 4-5 cái chùa Khmer. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 cái chùa. Từ đây vô tới cái làng dân cư ở An Thức là đi qua 5 cái chùa người Khmer. 5 cái chùa Khmer. Ở trong khu vực này á, là theo tôi á, là trên 90% là người Khmer không? Từ ngay cái cổng chùa Tà Bạ mà chạy vô An Tức á, dọc đường này là đồng bào người Khmer không à.
trên 90% luôn. Cái này trong mấy cái làng nữa. Bữa nay nắng đẹp quá. À, đi quay cảnh đẹp. À, tới giờ này thì cái màu trắng nó hơi nhiều. Chắc cỡ khoảng từ 7 giờ tới 8 giờ. 7 giờ, 8 giờ, 8 rưỡi gì đó thì nắng nó có cái màu vàng đó. Nó ửng lên đẹp. Còn giờ nó hơi có màu trắng nó hơi mạnh nè. Thử ra cái công crash nó cũng mạnh. Ở đây có cái cánh đồng thì cũng đẹp lắm rồi. Ở khúc tuốt ở dưới á, tuốt ở dưới gần mấy cái hàng cây ở dưới đó, đó là cái kinh. Tới nước lớn á ngập, ở khúc dưới đó nó ngập. Còn khúc trên này thì nó không ngập. Khúc trên này là ruộng trên. Này là ủy ban xã An Tân nè. Bữa nay còn chích thuốc nữa nè. Chỗ này bà con người ta tới chích thuốc ngừa nè. Chút chích vaccine Covid-19 đó. Ưu tiên cho bà con mà nghèo để mà chích rồi để đi lên Sài Gòn làm việc lại. Đó, quán gà đốt đi vô đường này. Đó, ngay cái chùa này đẹp không? Chùa này bây giờ sơn cái màu khác ra luôn. Cái màu này là màu kiểu Ấn Độ hơn là của Khmer. Màu Khmer thì màu vàng với màu đỏ cũng giống như na ná như của Việt Nam vậy. Còn cái màu xanh xanh dương đó là trong cái màu của người Ấn Độ. Cái chùa ở trước này là cái màu Khmer nè. Cách nhau cỡ 500 mét. Cái chùa trước này là một trong những cái chùa lớn ở Thi Tôn. Nắng quá đẹp luôn. Đây là cái làng dân cư mới á. Bảy đồ nó bị bay ra. Ồ nè, như là nếp tiết này play. Làm play đây chăng. Bù nè, ba cái này nữa. Vô một cái chạm rồi. Nè. Nè,
nãy anh Toán bán ban cục thế nữa ấy. Nè. Nè. À nó thì mẹp sợi sợi vậy, vậy cái phố rồi nó thôi. À chụp ăn cái thị mua nó. Nè. Anh ấy sao máu nè. Ồ, anh ấy thật lẹ không? Ừ, bài viên hả? Ừ, ạp bà đạo ra gần niên. Mà chạp miền tầm muối ấy thưa chú bắt ơi. Bắt ấy hộp. Ấy, ấy, biết thử cái mùi ấy. Ủa nó là chạy kia ta anh chẳng. À, bây nè à nông phí ra rồi. Chạy kia hộp hả? Nè. Nè anh ăn lưu nà ạp con anh ta. Cởi cởi tờ dân nè. Nè anh phép mau ông cái nữa anh phép. Ta vậy chứ nó. Ta vậy Việt Nam ở kỳ sạp không đó. Cái này á mình nghèo mình khổ á. Rồi có người ta giúp đỡ mình á. Ta đem tới cho mình á. Rồi sau này á tụi con lớn lên á mà làm ăn á. Tụi con lớn lên mà làm ăn khá giả giàu á thì giúp lại cho người khác, giúp lại cho người nghèo khác ha. À, bây giờ mình nhỏ nè, mình nghèo người ta giúp mình, tới mình lớn lên mình làm ăn khá giả mình giúp lại người nghèo khác ha. Rồi dê miên dê nó miên dê vậy. Thôi mấy ăn vô rồi dê vô ăn dê ăn hố rồi. Rồi ba này chăng. Mình kéo phong, mình tập lại, mình bay rồi mình chụp phong.